ấy là ai mùa năm 2023 tối nay. Cảm giác chương trình đang hin là bay. Anh đang hơi xa rồi đó. Sách đâu đâu. Trời ơi trời. Vấn đề là gì? Ấn tượng ban đầu lúc nào cũng đúng, nhưng mà sau đó thì bị ban tổ chức tẩy não, ngồi xong rồi dần dần thành độc thân hết. Nên bây giờ phải ghi lại để nhớ là mình đã cảm nhận thế nào. Bữa nay con Châu nó mang sổ, nó ghi giống như nó ghi cô điều nào rồi. Có canh không em? Ừ, hủ qua xào rồi. Đúng. Tôi đề nghị các cố vấn giữ tư cách. Chưa thấy cố vấn ai cười cười y như ngoài chợ logo vậy thiệt. Chưa từng thấy cười có tông quá trời. Hai người chỉ ngã em đang mà rất dễ sợ. Đón xem Người ấy là ai 2023 trên kênh The Channel HTV2 lúc 20 giờ tối nay.